vui chơi cùng bà Ngân và Victoria. Và sau đây sẽ là 15 điều bắt Mỹ về Victoria và bé Bồng Ngân, để các bạn hiểu rõ về tụi mình hơn. Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Bồng Ngân, tên thật là Nguyễn Minh Tịnh, mình 9 tuổi, mình học lớp 4, còn đây là chị Victoria. Xin chào tất cả các bạn, mình là Victoria, năm nay mình 16 tuổi, mình lớn lên và sinh ra ở bên Mỹ. Năm 15 tuổi thì được về đây chơi gia đình và thăm nước Việt Nam, mình cũng rất là yêu nước Việt Nam. Pizza nè, phở nè, kem nè và quá trời đồ ngọt. Không mà Ngư không thích á, là ớt chuông tạt ăn nó kỳ lắm. Victoria ghét nhất là đồ cay, ăn luôn nha. Cay quá. Ngư thích nhất là con chó nè, con mèo nè, con thỏ nè. Nói chung là loại nào cũng thích thôi. Nói chung là vật nuôi là em thích hết luôn. Thì chị thích nhất là con chó nè, con heo nè, con thỏ nè, và chính như là con mèo, tại mấy con đó nó thấy thương và nó đẹp. Em chắc nhất là mấy con vật nuôi ha. Còn cái con mà em mà ít nhất luôn á là mấy cái con mà con vật hoang dã. Thì chị thích ghét nhất là con nhện, thì chị sợ nhện lắm, chị không thích đâu. Em đã từng thấy nhện rồi. Nhện mà em phải la lâu lại chứ mà còn đang chín lên mà lại thêm mà khóc luôn, mà nó dưỡng ba kia. Hồi đó chị thấy con nhỏ chị cũng gì nè, chị ngồi kế bên luôn. Hồi đó chị còn nhỏ chị ngồi kế bên con nhỏ, chị sợ chị la lại. La lại khóc không? Khóc. Ba chị dỗ không? Ba chị gì đặt con nhỏ, nhỏ thì mẹ chị nhìn lộ chị. Trong lúc rảnh rỗi, Victoria thích nhất là nghỉ đầm nè, ca nè, shopping nè, coi phim nè, rồi chơi với bạn nè. Biết cái gì sao? Em thì cũng giống như chị vậy đó, là em luôn là lập nước can mua nè, đi shopping cho nó mát nè, đi ăn keo uống nước dừa ăn xem tố nè. Em nói là hả, mẹ thích nhất là gì nhà chưa vô cái phòng á là tàn xong rồi hả, em ngồi trên một cái bàn đẹp ơi là đẹp, xem đó là em cắt giấy sáng tạo. Lúc nào Victoria thích nhất là màu đỏ nè, màu xanh lá nè, màu xanh nước biển nè, màu trắng nè, với màu già thì trời thích nhất mấy màu ảnh nổi và mấy màu xa. Tiếp sao? Em thích nhất là màu hồng nè, màu đỏ nè, màu xanh nè, màu cam nè, màu vàng nè, màu tím nè, màu xám nè, màu đen nè, màu nâu nè. Nói chung là thích hết đẹp nhất mọi trên thế giới luôn. Hình như là có lần nào đó em mới nhớ ba mẹ, tại vì ở trong cuộc đời thì ai cũng phải nói giống một lần. Bình thường thì em nói với ít lắm đó, khoảng chừng em bị ăn đòn có mấy chục lần nên ít lắm. Em ba mẹ cho tiền đi mua dụng cụ học tập nè, nhưng mà thực ra là em với chị em đi ăn vặt nè, sau đó là tùm lum nè, sau đó là tùm la nè, nên nhưng mà từ đó học chưa. Thì chị hồi đó còn nhỏ thì nói ba mẹ làm bài xong rồi mà chưa làm, xong rồi có một lần đó nữa là phòng chị dơ lắm, ba mẹ chị kêu dọn, mà chị nói gì dọn xong rồi mà chị chưa dọn, rồi là chị bị ăn đòn nhiều không? Em bị ăn đòn đến mức mà gãy cái cây tre ra luôn á. Trong các mùa Victoria thích nhất là mùa đông, tại vì bên Mỹ mới là mùa đông á, thời tiết lên quá trời luôn. Mà về đây rồi thì không có tiết thì cũng hơi buồn. Mà nhiều khi được vô mấy khu UK mà có tiết giả đó cũng vui. Còn em á, thì thích mùa thu nè, mùa đông nè, mùa xuân nè, mùa hạ nè, mùa hè nè, trung thu nè, Tết nè. Với lại em và Noel và cây thông và nói chung là từ lớp học dưa luôn. Em thì thích chơi cắt giấy.
festival Chucky bây giờ sợ bắp bê rồi. Dạ có khi bị ba mẹ đấm khóc nhẹ, có khi bị làm việc nhiều quá khóc nhẹ, có khi không muốn ngủ chung với người ngoài khóc nhẹ, có khi không muốn lau nhà khóc nhẹ, có khi không muốn làm nhiệm vụ khóc nhẹ, nói chung là khóc nhẹ khóc nhẹ. Mà không khóc thì thôi, mà đã khóc là khóc 2 tiếng luôn. Hồi đó chị còn nhỏ thì chị cũng khóc cũng nhiều lắm, khi chị nhỏ thì chị cũng khóc hết, bây giờ chị lớn rồi mình không muốn được khóc nhẹ nữa. Thì sẽ không được khóc nhẹ, nhưng mà có vẻ là em sẽ tiến bộ hơn, tại hồi nhỏ em không có khóc nhiều, giờ em khóc nhiều lắm nên tiến bộ hơn nhiều. Chị đây á, chị thích như uống nước á, định trà sữa nè, trà sữa không có trân châu. Mà chị về Sài Gòn á, quá trời chỗ trà sữa luôn. Quá trời chị thích uống trà sữa kìa. Dạ, em biết một vị trà sữa mà siêu ngon, siêu tiện luôn. Là mỗi lần mà mình uống á là nó tặng nguyên một cái chai cho mình luôn. Là có khi là Uncle G nè, hay là Pin Cha nè, là nó chuyên tặng mấy cái chai cho mà nhà em á hả, ba mẹ mua chai quá trời á. Nhà đóng chai luôn, khỏi cần mua chai đi học luôn, lấy chai ra uống luôn. Chị biết thích uống gì nữa nè? Em á, sinh tố dừa nè, cam nè, chanh nè, sinh tố, dâu, cam, rưỡi, nho, quýt. Nói chung là tất cả loại trái cây trên đời. Nếu mà muốn được chọn một quả bói thì tôi sẽ chọn quả bói là với là chăm chăm che. Hồi đó Victoria còn nhỏ thì Victoria không có coi Doraemon, coi siêu nhân hơn, nên Victoria không biết Doraemon các bà bói gì hết. Oh no. Bà bói giống như là cái vật thật kìa. Không, ngươi đã là ngươi không lấy chăm chăm che, mà ngươi sẽ lấy cánh cửa thần kỳ. Biết tại sao không? Tại vì hả, nếu mà muốn đi tới đâu hả, chỉ cần mở cánh cửa đó là đi tới đó luôn, khỏi tốn xăng, khỏi tốn tiền đi mua vé máy bay, mở cửa ra cái tới nhà bà ngoại tôi bên Mỹ luôn. Tôi lại không nhét vào bây giờ sao ô la 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 ô la la, nhưng mà không có chuyện này trên này đâu. Người mà Victoria thần tượng nhất là chị hai của Victoria, tại vì hồi đó chị hai của em mới có 3 tuổi thôi mà phải ra bên Mỹ rồi, mà qua bên Mỹ là không biết tiếng Anh, không biết gì hết, mà bây giờ làm đi học rồi được quốc bằng nè, rồi học giỏi, xong rồi bây giờ nói tiếng Anh rất là giỏi và có việc làm cũng rất là nhiều. Còn em á thì thần tượng nhất là ba em nè, tại ba em làm nhạc cho em hát nè, là cho em đi học nè, quay hình cho em nè, em mua bánh kẹo cho em ăn nè, rồi ba hay em mua đồ xe nhà em, là nói chung là từ lâu vô lâu mà không nhớ hết. Còn câu hỏi gì thì comment below cho chị và bé Bà Ngư sẽ trả lời. Nhớ hit cái subscribe nha để theo dõi chị và bé Bà Ngư.